Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Hà Nội 24 giờ. Thưa quý vị và các bạn, hôm trước tôi có làm một video clip cập nhật cho quý vị và các bạn về tiến độ đường Vành Đai 2 trên đoạn đường Trường Chinh của Hà Nội. Hôm nay tôi tiếp tục cập nhật tới quý vị và các bạn tiến độ đường Vành Đai 3 đoạn từ nút giao Mai Dịch đến chân cầu Thăng Long. Đây đều là những cái dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội đang được triển khai. Một dự án thì do tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam làm chủ đầu tư, còn một dự án thì đang do các cái liên danh giữa Việt Nam và Nhật Bản đang tiến hành thi công. Cả hai dự án giao thông này đều đang hứa hẹn những cái thay đổi tích cực về hạ tầng giao thông đô thị và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, chỉnh trang cái bộ mặt đô thị ở nhiều khu vực của Hà Nội. Cách đây 3 tháng khi qua cái khu vực này thì đại công trường còn đang rất là ngổn ngang và mới chỉ có những cái trụ cầu đang được mọc lên thôi. Tuy nhiên thì hiện tại các bạn có thể thấy thì rất nhiều đoạn dầm cầu đã được ghép nối rồi. Hẳn là nhiều bạn vẫn còn nhớ cái đường Phạm Văn Đồng, huyền thoại với hai hàng cây xà cừ cổ thụ. Trước khi tuyến đường này nó được triển khai thì có rất nhiều những cái tiếc nuối. Tuy nhiên là chúng ta đã lựa chọn hy sinh cái hàng cây cổ thụ này. Và phía trước các bạn chính là cái phần còn sót lại của hàng cây cổ thụ năm nào. Vị trí đó chính là cái dốc cầu cạn và có thể nó sẽ là những cái cây cuối cùng được đi di rời. Dự án giao thông đoạn từ cầu vượt Mai Dịch đến cầu Thăng Long có chiều dài toàn tuyến là 5,5 km đang được thực hiện đồng thời hai dự án. Dự án 1 là mở rộng cái đường Phạm Văn Đồng với cái tổng mức đầu tư khoảng 3.500 tỷ đồng, trong đó 50% là cái chi phí dành để giải phóng mặt bằng. Cái dự án thứ hai là cái dự án cầu cạn từ Mai Dịch tới chân cầu Thăng Long với tổng mức đầu tư vào khoảng 5.300 tỷ đồng, trong đó 70% đến từ nguồn vốn ODA của Nhật Bản. Do vậy tổng cả hai dự án cho 5,5 km vành đai 3 nó khoảng gần 9.000 tỷ đồng. Dự án này nó được khởi công từ tháng 10 năm 2016 và tính ra đến thời điểm hiện tại nó cũng gần được 3 năm rồi. Đường Phạm Văn Đồng xưa nó khá hẹp so với cái lưu lượng đang ngày một tăng. Và từ khi cái dự án giao thông được triển khai thì giao thông trên tuyến đường này nó thực sự bị xáo trộn. Điều này nó có lẽ là nó khó tránh khỏi thôi. Đây lại là cái dự án giao thông huyết mạch cửa ngõ phía Bắc của thủ đô. Cũng rất may là ở phía Bắc về phía nội đô thì chúng ta có thêm lựa chọn, đấy là cái tuyến đường Vành Đai 2 khi chúng ta đi qua cầu Nhật Tân. Tuy nhiên thì lưu lượng trên cái tuyến đường Phạm Văn Đồng này thì nó vẫn ngày một tăng, do là xung quanh hai bên đường có rất nhiều những cái dự án bất động sản đã được đưa vào sử dụng. Và chúng ta có thể thấy là Hà Nội đặc biệt coi trọng đến cái tiến độ của dự án này, vì nếu dự án kéo dài sẽ gây xáo trộn rất là nhiều đến những cái sinh hoạt cũng như là cái công việc của cộng đồng. Vì thế với cái dự án cầu cạn Mai Dịch cầu Thăng Long thì Hà Nội đã chia cho hai bên liên danh cùng tham gia cái dự án này. Cái liên danh một giữa tập đoàn Nhật Bản là Sumitomo và công ty Senco của Việt Nam thi công cái đoạn từ Mai Dịch đến ngã tư Phạm Văn Đồng cổ Nhuế. Cái liên danh hai là giữa hai tập đoàn của Nhật Bản, đấy là Tokyu và Taisei cùng thi công cái đoạn còn lại đến chân cầu Thăng Long. Hiện tại thì cái việc đi lại trên tuyến Phạm Văn Đồng nó có đỡ hơn rồi, do cái công tác giải phóng mặt bằng và mở rộng đường nó đang được đẩy nhanh tiến độ. Cái đoạn đường ngoằn ngoèo ở phía trước đi lại nó khó khăn hơn do chậm giải phóng mặt bằng. Và tính đến cái thời điểm hiện tại thì cái công tác giải phóng mặt bằng nó đã đạt khoảng hơn 90% rồi. Khả năng cao là cái dự án này nó sẽ hoàn thành toàn diện vào quý 1 năm sau, tức là năm 2020, sau hơn 4 năm thi công rồi đấy.
đô thị ở hai bên đường Phạm Văn Đồng nó đang thay đổi rất là nhiều khi cái đường phố được mở rộng và hè phố nó được chỉnh trang lại. Các cái dự án bất động sản ở hai bên thì liên tục được triển khai. Và như đã từng thông tin với các bạn là nếu cái đường trên cao này nó được thông suốt và đưa vào sử dụng thì tất cả các cái tuyến xe khách xuất phát từ phía Nam và từ bến xe Mỹ Đình sẽ bắt buộc phải đi trên cầu cạn và sẽ không còn cái cảnh những cái chiếc xe chạy chậm chậm để bắt khách ở hai bên đường gây tắc nghẽn giao thông nữa. Cái khu vực giáp công viên Hòa Bình thì các bạn có thể thấy vỉa hè nó đã được hoàn thành lát đá và trồng cây xanh rất là đẹp rồi. Vẫn có những cái tiếc nuối về cái hàng cây xà cừ cổ thụ. Tuy nhiên theo tôi thì với một Hà Nội có qua cái quá trình đô thị hóa đang diễn ra rất là chóng mặt thì cái việc di rời hai hàng cây và mở rộng cái dự án giao thông là cấp bách hơn cả. Như các bạn có thể thấy là cái vỉa hè ở mỗi bên sẽ rộng khoảng 7 mét như thế này và có tới hai hàng cây giáng hương tuyệt đẹp. Có thể trong tương lai thì đường Phạm Văn Đồng sẽ là cái trục đường vành đai đẹp nhất và rộng nhất của Hà Nội. Điều này cũng góp phần làm tăng cái giá trị bất động sản ở các cái dự án hai bên cái tuyến đường này. Cho đến thời điểm hiện tại thì dù vẫn đang là lại công trường, tuy nhiên là rất nhiều những cái đoạn trên cái tuyến đường này giao thông nó đã khá là ổn định và đường phố nó gọn gàng và sạch sẽ. Hà Nội hiện tại thì đang triển khai đồng bộ các cái dự án về các cái tuyến metro và đường trên cao, đường vành đai. Tuy nhiên là các bạn hãy thử cùng tôi đánh giá xem là làm đường bộ trên cao hay là metro nó là hợp lý. Chúng ta đang có hai tuyến metro ở Hà Nội và cả hai tuyến này đều đang lỡ hẹn và nó đã kéo dài cả thập kỷ rồi. Rõ ràng là cái thời điểm cách đây hơn 10 năm khi chúng ta quyết định làm metro thì có vẻ như là chúng ta đã quá vội vàng, bởi vì lúc đó chúng ta chưa đủ kinh nghiệm để triển khai dự án và vận hành với cái loại hình vận tải đặc biệt này. Và quan trọng nhất là cái thời điểm đấy chúng ta thiếu vốn và hầu như toàn bộ chúng ta phải đi vay. Sau hơn 10 năm thì cho dù đến khi đi vào vận hành thì cái công nghệ nó đã tụt hậu đi hàng chục năm rồi so với cái thiết kế ban đầu. Hơn thế nữa mà khi đi vào vận hành thì hàng năm nhà nước phải bỏ ra cái số tiền không nhỏ để duy trì cái lượng nhân sự hùng hậu hàng nghìn người phục vụ cho cái việc vận hành và có những cái chi phí hàng năm cho việc duy tu bảo dưỡng nữa. Quan điểm của tôi là với những cái dự án metro chúng ta giống như là ngồi trên lưng hổ rồi, đâm lao là đành phải theo lao thôi. Còn với những cái dự án đường bộ trên cao thì tôi thấy đây vẫn là cái phương án tối ưu và nó phù hợp với cái thực tiễn và cái bối cảnh đô thị hóa hiện tại của Hà Nội. Với metro và cả những cái tuyến đi ngầm chúng ta có thể sẵn sàng trong tương lai khi chúng ta đã tìm hiểu được và học hỏi được những cái kinh nghiệm từ các cái nước tiên phong và chúng ta đã có đủ nhân lực và vật lực để có thể tự tin triển khai các dự án này trong tương lai. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video này. Và đừng quên ủng hộ kênh bằng cách bấm like, subscribe và comment ý kiến của các bạn ở bên dưới video. Cùng đón chờ các cái video tiếp theo của Hà Nội 24 giờ nhé.